là bài tập về Java. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về các thao tác về chuỗi. Đây, đợi mình theo. Đây, bài đầu tiên sẽ là bài đếm khoảng trắng trong chuỗi, xem đếm trong chuỗi có bao nhiêu khoảng trắng này. Thì mình sẽ vào code của mình luôn nhá. Thì như các bạn thấy trong phần main nhá, mình code bằng netbin này. Trong phần main này, đầu tiên mình khai báo một chuỗi này và yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi đó này. Sau khi người dùng nhập xong này, mình sẽ tạo biến tra, biến tra x, đây mình đặt tên là x và một số l để đếm một số khoảng trắng trong chuỗi và fix cứng cho nó bằng không. Thì mình sẽ khởi tạo bằng for lên, mình sẽ dùng đại khái là cái phương thức là tra ất, có nghĩa là lấy về giá trị thứ y. Vòng for sẽ chạy từ không này và sẽ chạy đến khi nào mà a chấm len này là độ dài của chuỗi, a chấm len là xuất ra độ dài của chuỗi, nó chạy đến hết độ dài của chuỗi thôi. Thì mình sẽ lấy thứ tự, từng thứ tự theo y một, đầu tiên là tra ất không, xong đến tra ất 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đấy, và mình gắn cái thằng tra biến tra ấy, cho x này. Thì vào đây mình kiểm tra, nếu như mà thằng x nó là khoảng trắng thì là l cộng cộng là cái chỗ biến đếm này, xong rồi mình sẽ xuất ra l. Đây mình sẽ run code các bạn xem nhé. CF6 này. Rồi, nhập vào chuỗi A này. Mình sẽ nhập vào tên mình nhá. Mình tên là Mạo Văn Du. Các bạn nhìn nhá, mình cố nhập thêm một khoảng trắng ở đầu này, ở cuối này. Nghĩa là đầu để xem có đếm không. Có đếm 1 2 3 4, có 4 khoảng trắng không? Enter. Đấy, để xuất ra số khoảng trắng các bạn. Video của mình xin dừng lại đây, chúc các bạn học được chương trình.